Trong những lần trị liệu về khoái cảm cực khoái gần đây, một sự tò mò được đặt ra rất nhiều cho hiện tượng squirt, xuất tinh nữ. Phụ nữ chúng ta cũng có thể xuất tinh được như đàn ông hay không? Hay việc phụ nữ xuất tinh có phải là hiện tượng bình thường hay không? Chính vì thế ngày hôm nay Nhung Lady sẽ giải đáp thắc mắc cho các chị em trong cái video ngày hôm nay mọi người nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng khám phá luôn ha! Trước tiên, Nhung Lady khẳng định là phụ nữ chúng ta cũng có thể xuất tinh như cánh mày râu mọi người nhé. Và cái việc chúng ta có thể xuất tinh là hoàn toàn bình thường, chẳng có gì là bất thường cả. Giống như cái việc bình đẳng giới tính đấy ạ. Đàn ông và phụ nữ đều có vai trò, có tiếng nói như nhau trong xã hội, thì trong cái việc chuyện yêu cũng là như thế. Squirt có thể đến với các chị em phụ nữ chúng ta như một điều hiển nhiên. Thậm chí với rất nhiều chị em thì việc xuất tinh còn là điều kiện để cuộc yêu của chúng ta có thể trở nên hoàn hảo hơn đấy. Trong thực tế thì khi chúng ta sinh hoạt vợ chồng đúng cách, trong quá trình đó người phụ nữ có khoái cảm này, lỗ niệu đạo sẽ tiết ra một cái lượng chất lỏng, và cái hiện tượng tống xuất chất lỏng ở bên trong niệu đạo khi mà chúng ta có được cái sự hưng phấn kích thích thì được gọi là xuất tinh hay còn gọi là squirt. Thuật ngữ squirt chỉ sự xuất tinh ở âm đạo phụ nữ khi mà chúng ta thủ dâm hoặc là khi quan hệ tình dục đạt được trạng thái khoái cảm. Mỗi một lần squirting của chị em sẽ xuất ra khoảng từ 30 đến 150ml chất lỏng, sẽ tùy thuộc vào cơ địa của từng người đấy ạ. Có nhiều chị em thì chỉ xuất ra những một vài giọt rất là nhỏ thôi, nhưng cũng có không ít chị em lại xuất ra nhiều đến cái mức mà có thể làm ướt hết cả tấm ga giường của mình đấy. Trong khi có nhiều người miêu tả lại rằng cái cảm giác squirt mang đến một cái trạng thái thư thái nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, cơ thể sẽ nhẹ bẫng, nửa còn lại thì thậm chí là còn không biết rằng mình đã squirt hay chưa. Bởi vậy, không có bất kỳ một quy luật chung nào cho hiện tượng squirt ở phụ nữ. Trên thực tế thì không phải chị em phụ nữ nào khi lên đỉnh cũng xảy ra hiện tượng squirt, và ngược lại là không phải ai cứ xuất tinh squirt đã là đã phải đạt đỉnh đâu mọi người ơi. Đôi khi phụ nữ thủ dâm hay là giao hợp thì vẫn xảy ra hiện tượng squirt, thế nhưng mới chỉ đạt được cái trạng thái khoái cảm cao trào, nhưng thực sự là vẫn chưa đạt được cực khoái đâu mọi người nhé. Có thể nói việc squirting diễn ra rất là ngẫu nhiên, có những người thì sẽ ra rất là nhiều chất lỏng, và cũng có những người thì ngược lại, ra rất là ít. Việc không thể xuất tinh cũng là điều hoàn toàn bình thường ở hầu hết các chị em. Và nhấn mạnh rằng đây không phải là một dấu hiệu cho thấy chất lượng cuộc yêu hay là cái khả năng đạt được cực khoái của mỗi người phụ nữ là đáng lo ngại đâu mọi người ạ. Nếu các chị em đang căng thẳng, không thể tự squirt hay là cảm thấy áp lực khi mà mình chưa tìm ra cách để có thể xuất tinh thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Một trong những cách đơn giản để có thể thực hiện nhất đó chính là chị em chúng ta tự thủ dâm. Đây sẽ thường là một sự lựa chọn bắt đầu để có thể squirt, góp phần giảm thiểu cái sự ức chế và cái áp lực cho chính bản thân người phụ nữ. Nói là không đáng để tâm, nhưng mà việc đạt được squirt trong cuộc yêu thực sự vẫn là cái điều mong mỏi của không ít các chị em, bởi vì nó mang lại cho chúng ta một cái sự hưng phấn, một cái sự hào hứng cho nửa kia. Và rằng là đấng mày râu của chúng ta, anh ấy sẽ cảm thấy rất là tự hào khi đã khiến cho người phụ nữ của mình được thăng hoa, được sung sướng. Và để đạt được squirt trong cuộc yêu là khá hiếm. Trước tiên các chị em hãy để tâm đến cái bàn dạo đầu nhé. Một cái bàn dạo đầu luôn là cái chìa khóa để có thể mở ra chúng ta những cái sự hưng phấn, giúp chúng ta có thể dễ dàng kích thích hơn. Ngoài ra, squirt dễ dàng có thể đạt được hơn khi chúng ta biết cách kích hoạt vùng tam giác mật. Một trong những cách thực hiện đó chính là chúng ta sẽ luyện tập những cái bài tập Tasama để có thể điều khiển, phục hồi, co bóp vùng tam giác mật. Và đây cũng là những cái bài tập giúp chúng ta có thể bơm kích khoái cảm cho vùng cô bé để khiến cho cái vùng này trở nên nhạy cảm hơn, hưng phấn hơn. Đồng thời thì các chị em nhà mình cũng đừng quên thử rất nhiều những cái tư thế khác nhau để có thể tìm lại cái tư thế nào mang lại cho mình một cái cảm giác hưng phấn nhất và thăng hoa nhất. Hoặc là chú trọng đến việc kích thích những cái điểm ví dụ như là âm vật, điểm G này, cũng như nhiều những cái điểm khác trên cơ thể. Bởi vì không chỉ có vùng tam giác mật đâu ạ, mà chúng ta còn có rất nhiều những cái vùng khác có thể kích thích tình dục, mang lại chúng ta những cái trạng thái thăng hoa. Có một lưu ý đặc biệt là khi đã bắt đầu mà cô bé cảm thấy có khoái cảm và cực khoái đấy ạ. Nếu như các chị em chúng ta cảm thấy buồn tiểu thì chúng ta cũng đừng nhịn nhá. Bởi vì squirt tuy khác với tiểu nhưng mà cái biểu hiện và cái cảm giác thì nó sẽ gần giống nhau đấy ạ. Và vì thế mà khi gặp tình trạng đó thì chúng ta hãy thả lỏng và cứ để cơ thể những cái chất lỏng nó xuất ra. Còn nếu các chị em còn e ngại thì chúng ta có thể đề phòng bằng cách là chúng ta sẽ đi vệ sinh, đi tiểu trước khi mà lâm trận cùng chàng ha. Một trong những điều tiên quyết quyết định được rằng việc chúng ta có thể xuất tinh được hay không đó chính là ý chí. Vì thế các chị em cũng đừng bỏ cuộc,
Tuy nhiên cũng đừng cố ép bản thân mình bắt buộc phải xuất tinh để cho bằng chàng nhé. Cứ để cho hiện tượng này xảy ra một cách tự nhiên nhất có thể. Đôi khi chúng ta chỉ cần tập trung vào cuộc yêu, làm chủ cô bé và thăng hoa, hòa quyện cùng chàng thôi, thì squat cũng có thể tự khắc sẽ xuất hiện đấy. Và qua chia sẻ của Nhung Lady thì các chị em đã bỏ túi được bí quyết để có thể xuất tinh rồi đúng không ạ? Tiếp đến, các chị em muốn tìm hiểu về chủ đề gì thì chúng ta đừng ngại ngần hãy comment ở phía dưới nhé. Đồng thời cũng đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi Nhung Lady để khám phá thêm nhiều các chủ đề khác từ vùng tam giác mật của chúng ta ha. Nhung Lady sáng lập liệu pháp Tantra chuyên sâu trị liệu về lãnh cảm, khoái cảm, cực khoái nữ.